Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an huyện Văn Giang tổ chức ra quân triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên địa bàn huyện Văn Giang. Theo đó, cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, tập trung tại các khu vực tuyến đường thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động trên các tuyến, xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng để tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia giao thông. Đồng thời, tập trung nắm tình hình có liên quan trên Internet và các trang mạng xã hội hoặc thông qua hệ thống camera giám sát để kịp thời phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép. Trong 2 ngày ra quân 11-12 tháng 5 năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 58 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 44 phương tiện, 14 giấy phép lái xe.